Thì trước mặt chúng ta là con cái nè, chiều cao hôm sau là khoảng 1m1 bò, giữa lưng là 1m5. Đó, con cái 3B nè, lắc là lật he, hết bảo như thứ vậy. Sái mặt nè, sái lưng là nghiêm chỉnh nha, lưng đau. Đó. Lưng nè, cái ra gan rồi, thấy không? Lưng dài não nha, con này của chú Dương nuôi. Đó. Rồi. Đi. Đây. Sái này nghiêm chỉnh ha. Tích nè. Xuống đúng rồi, xuống đúng rồi. Mà chiều cao không sao, 1m08 để chín đó. Sái mặt này, lưng này nghiêm chỉnh, hai con này sái mặt lưng nghiêm chỉnh nha. Siêu đỏ, con này con siêu đỏ đó quý anh chị. Siêu đỏ. Sái lưng lưng dài là cái gì khác biết không? Lưng nóng là ha, đúng bài mẹ chân sao. Con siêu này giữa lưng là 1m03 phải 4 đó, hai ngày giá cũng thường thường ha. Con siêu thì giá 13.500.000, con 3B này thì giá là 14.500.000. Nó rất lực này, mềm luôn chứ vậy. Bê. Cái gan mà bê không? Đây bỏ là qua to nè. F1 luôn. À, xương sóc, xương to. Lúng dây luôn nè, lúng là lúng. Đó. À. Cực kỳ luôn. Mời cô chú chị mình xem nội dung thế cả ý dục như thế nào. Chân nóng chút chút thì sao ha. Lưng dài nè. Kỳ luôn. Cái quê của chú chị. Móng tròn ha. Đây. Đó, hai con 6 tháng hết rồi chú chị. Con ba B là 6 tháng rồi. Chân móng là cực kỳ luôn. Chú chị. Thấy không? Chân sau này thấy là gì luôn. Ngay nha. Đúng rồi. Cực kỳ lật bệnh luôn. À, cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ. Con ba giá là 14.500.000. Giá này còn ha. Còn con siêu giá 13.500.000. Đó. À, cô chú chị nào ưng ý được mua liên hệ cho em. Cái nè. Dài ha. Rồi cô chú chị mình xem giá đó. Liên hệ cho em. Để mình sửa hôn bò giá cho em. Hai con dai đít người thù lâu luôn ha. Dai cực kỳ ha. Theo cô chú chuyện là quan sát thấy giá. Giá cả ưng ý mua liên hệ cho em. Đó, cái cá siêu nè. Siêu đỏ em. Cây. Ưng ý được mua liên hệ cho em. Bà ba bê này cũng dữ dằn hơn, ba bê xong cũng có nuôi thôi, đẻ rồi ha, phát thanh đi.
bà bê đang lúng miếng luôn vài bản nha. Bà bê chân cẳng hai con này là chung sống luôn, ok ông trò xe xuống lúng luôn vậy hết. Nói chung là hai con này con giữa lưng mét ba, mét lẻ ba với mét lẻ ba đến mét lẻ năm ha, coi giữa lưng mét lẻ cực kỳ luôn đó. Hai cô chú chị thấy đây cái về quý vị thấy đứng dáng đứng nha, cực kỳ đâu không. Rồi.